Hai chúng con đi vay mượn nhiều nơi mới được có từng này ạ. Con gửi cho mẹ để mẹ trả nợ cho chị ạ. Ngần này chỉ đủ trả lãi thôi. Ôi mẹ ơi, giờ có cũng là tốt lắm rồi. Bọn con đi xoay sở các kiểu ấy. Thế tôi mới nói anh chị bán cái nhà bên ấy đi. Trả lại cho tôi cái khoản ngày trước tôi đưa cho anh chị. Được đồng nào hay đồng ấy chứ. Bán đi bọn con ở đâu? Thì mua cái nhà khác nhỏ hơn. Nếu không thì chuyển sang bên này. Trước sau gì cái nhà này chả là của anh chị. Tôi với bố anh chị có sống đời ở kiếp ở đây mãi được đâu. Được rồi, mẹ để bọn con bình tĩnh lại đã. Xem cho nó có vay mượn thêm được ở đâu không ý. Chứ cái nhà chứ không phải mua sau đâu mà thích bán là bán được. Vay mượn thì cũng phải trả. Bây giờ hai đứa không có tiền. Bố mẹ dồn dịch hết cả rồi thì cũng chỉ có được 200 triệu thôi. Còn nợ người ta những gần 2 tỷ cái kìa. Ngày xưa cái gì ngon cái gì tốt chị anh cũng nhường hết cả cho anh. Thế mà bây giờ nó khó khăn, nó bị người ta đến đòi nợ, dọa giết, dọa đánh thì anh lại còn tiếc. Không phải là bọn con tiếc ạ, mà là bởi vì nếu như mà bọn con có bán nhà đi chăng nữa thì số tiền đấy cũng không đủ để trả nợ cho chị Thương ạ. Thì mẹ cũng biết rồi còn gì. Hồi xưa bọn con mua cái nhà đấy cũng vay mượn mất hơn một nửa. Vừa mới trả nợ ngân hàng xong, bây giờ nợ bên ngoài vẫn còn hơn 500 triệu nữa. Bán nhà đi thì cũng phải trả cho người ta chứ. Làm sao mà đập hết vào nợ chị Thương được. Nói tóm lại là mẹ nghĩ cách khác đi. Cách gì? Cách gì? Anh chị cứ dây dưa. Chẳng qua là muốn chúng nó chém cho con Thương vài nhát chứ gì. Nó cứ nói thế thôi chứ làm sao mà dám động vào người được. Có luật pháp nữa chứ mẹ. Chờ được vạ thì má đã sưng. Mà cũng nhờ chị đấy. Nhờ chị cho nên gia đình tôi mới lâm vào cảnh nợ nần như thế này. Nếu như chị không làm lên thì làm sao mọi chuyện đến nát bét như thế này. Nếu như vợ chồng con Thương còn ở với nhau thì 2 tỷ đối với gia đình thằng Khoa có là cái gì không? Nhờ hồng phúc của chị cho nên gia đình tôi mới phải còng lưng gánh một cái khoản nợ lớn như thế này đấy. Nói chuyện vô lý như thế mà mẹ nói được. Chuyện đúng sai đã rõ 10-10 rồi. Vâng ạ, mẹ không thể nào mẹ đổ vấy cho tụi con như thế được. Ai làm người ấy chịu chứ ạ? Và bây giờ mẹ ép tụi con bán nhà như thế mà rõ ràng cái nợ đây có phải là nợ của tụi con đâu. Tôi biết rồi, chỉ tiếc cái nhà hơn mạng sống của con người. Bà nói thế mà nghe được à? Thế tôi hỏi ông, bây giờ không bán nhà lấy đâu ra mà giả nợ hả? Hay ông muốn bọn đầu gấu ấy nó đuổi đánh con ông khiến con gái ông sống cũng không bằng chết? Bà đừng có vô lý. Mà tôi thấy cái Khánh nó nói đúng đấy. Ai làm người đấy chịu. Bây giờ cái Thương nó không lo được thì tôi với bà phải lo. Không thể bắt thằng Đức với cái Khánh bán nhà của chúng nó được. Với ông ấy, con Khánh lúc nào mà chả đúng. Lúc nào mà ông chả binh chầm chập ra. Chỉ thiếu nước ông đội nó lên trên đầu thôi. Bà im đi. Ông kìa. Bố làm cái gì thế? Mà mẹ con nói đúng đây. Máu mủ ruột thịt của bố thì bố không lo. Bố cứ đi lo người dưng ấy. Mày nữa. Tao không có cái loại con như mày. Suy đồi ngu xuẩn. Còn cái loại chuyên phá hoại, hỗn láo ấy, lẽ ra tôi phải dắt về tôi trả cho mẹ đẻ nó từ lâu rồi. Thôi đi. Thực ra thì khoản nợ của chị Thương ấy, thì con và Khánh đã bàn tính với nhau rồi. Nếu như vào đường cùng, vợ chồng con sẽ đem sổ đỏ đi thế chấp. Con không phải lo cái đấy, bố có cách rồi. Cách gì? Tôi sẽ bán ngôi nhà này đi. Cái gì? Ông định bán nhà của tôi á? Bà nghe cho rõ nhé. Tôi sẽ bán chính ngôi nhà này đi. Tôi với bà thất bại trong việc dạy dỗ con cái để nó lăng loàn, ngu xuẩn. Thì tôi với bà mới là người phải chịu trách nhiệm về việc đó. Thằng Đức với cái Khánh không liên quan gì cả. Nhưng đây là nhà tôi. Ai cho ông bán? Đây là nhà của tôi. Nhà của tôi, ông biết chưa? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đã. Mẹ ơi.